Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Bán Linkkit News. Video này sẽ giúp các bạn cập nhật những sản phẩm công nghệ mới nhất trên thị trường được cập nhật hàng tuần tại banlinkkit.vn. Và bây giờ chúng ta cùng đến với video sản phẩm công nghệ mới số 31. Sản phẩm đầu tiên đó chính là động cơ rung DR03. Động cơ rung sử dụng pin cúc áo 1,5V, trọng lượng là 5g. Động cơ rung giúp bạn có thể tự tay chế các đồ chơi cho trẻ em. Và bây giờ mình sẽ test thử nội dung của sản phẩm này cho các bạn xem. Sản phẩm tiếp theo đó chính là công tắc GQ16. Tính năng của sản phẩm đó chính là công tắc LED giữ. Điện áp sử dụng là từ 12 cho đến 24V. Sản phẩm có chất liệu niken đồng và có 5 chân bạc. Ngoài ra nó có công nghệ chống nước IP65. Sản phẩm này rất thích hợp để giúp các bạn làm trên các sản phẩm yêu cầu thẩm mỹ cao. Sản phẩm tiếp theo vẫn là một công tắc, đó chính là công tắc đề 16 mini GQ16F. Tính năng của sản phẩm là công tắc on off có đèn LED báo hiệu, dùng trong các mạch điện tử thông dụng. Thông số của sản phẩm thì có đường kính khoan là 16 mini, điện áp sử dụng là 12V. Và đây là loại công tắc nhấn giữ mức. Ứng dụng của sản phẩm thì thường được làm công tắc on off và nó mang đến cho người dùng độ thẩm mỹ của sản phẩm rất là cao. Sản phẩm thứ 5 của ngày hôm nay đó chính là máy khoan tay thủ công. Nguồn chủ yếu sử dụng từ lực cánh tay. Sản phẩm có thể khoan trên bảng mạch gỗ hoặc các nhôm kim loại mềm. Bây giờ mình cùng các bạn test qua sản phẩm. Sản phẩm máy khoan tay này thì được cấu tạo hoàn toàn bằng kim loại nên cầm lên rất là chắc tay. Khả năng sử dụng thì rất là đơn giản và dễ dàng. Như các bạn đã thấy, mình khoan trên một bảng mạch thì mất khoảng tầm hơn 3 giây. Còn mình khoan trên một tấm mica thì hết hơn 4 giây. Và mình khoan trên một tấm gỗ mỏng thì hết hơn 6 giây. Và bây giờ chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đó chính là encoder AB400 xung. Encoder hay thường gọi là bộ mã hóa vòng quanh, dùng để đo tốc độ vật thể, gia tốc và chiều dài. Hiệu suất của sản phẩm là 400 xung trên một vòng. Điện áp làm việc là từ 5V cho đến 24V DC. Tốc độ tối đa là 5.000 vòng trên 1 phút. Đường kính trục là 6mm. Ký hiệu các dây xanh lá pha A, trắng pha B, đỏ VCC, đen GND. Và cuối cùng không còn chờ chờ gì nữa, chúng ta cùng đến với sản phẩm cảnh báo của Bán Linh Kiện New lần này. Đó chính là bộ chống trộm xe máy MHSK01. Sản phẩm tích hợp công nghệ nhận dạng không dây RFID thông minh. Sản phẩm có độ bảo mật cao, không thể làm giả, không mất tín hiệu và có khả năng sử dụng lâu dài. Chức năng thì hoàn toàn tự động. Công nghệ của sản phẩm thì hiện đại đang được áp dụng trên các xe máy cao cấp hiện tại, với khả năng là có độ bền cao, độ ổn định, siêu tiết kiệm điện nữa. Còn về vấn đề lắp đặt thì vô cùng dễ dàng, có khả năng chống nước, chống cháy. Với những tính năng trên thì sản phẩm này hoàn toàn đáng giá để các bạn có thể lắp vào chiếc xe máy của các bạn, có khả năng chống trộm rất là tốt và hoàn toàn tiết kiệm, khả năng lắp đặt thì vô cùng dễ dàng. Bây giờ chúng ta cùng đến với thông số kỹ thuật của bộ sản phẩm này. Thì bộ sản phẩm bao gồm một bộ điều khiển trung tâm, một thẻ chính dùng để cài đặt mở khóa, kèm theo là hai thẻ phụ để mở khóa. Cuối cùng, chả có gì xa lạ, đó chính là một loa báo động mà bộ chống trộm nào cũng có. Còn chần chừ gì nữa, các bạn hãy đặt ngay sản phẩm này cho chiếc xe máy của bạn có một cái an toàn nhất định. Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm ở trong video này, các bạn có thể truy cập ngay website banlinkkit.vn hoặc các bạn có thể đến với chuỗi cửa hàng linh kiện điện tử Minh Hà để test và trải nghiệm. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Đừng quên nhấn ngay đăng ký kênh bên mình